Thưa quý khán giả, nhắc đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23 tháng 11 năm 1940 ở Mỹ Tho, mọi người đều nhớ đến đồng chí Nguyễn Thị Thập, người con ưu tú của mảnh đất Tiền Giang, là người phụ nữ đầu tiên được Đảng và Nhà nước tặng quân chương sao vàng cao quý. Nhà thờ đồng chí Nguyễn Thị Thập tọa lạc trong khuôn viên khu di tích lịch sử Nam Kỳ khởi nghĩa ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Một địa chỉ đỏ nhắc nhở chúng ta và thế hệ trẻ nhớ về một thời kỳ gian khó mà đất nước, dân tộc ta đã trải qua. Ở nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Thập, đặc biệt là với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cách đây trọn 83 năm, ngày 23 tháng 11 năm 1940, ngày 23 tháng 11 năm 2023. Thương đời mái tóc còn đen nhánh, yêu Đảng buồn tim vẫn đỏ ngời. Vì nước hai con đi trước mẹ, cho dân một dạ hưởng sau người. Long Hưng ánh đuốc đường thôn ấy, sáng mãi nghìn sao giữa đất trời. Tìm đến ngôi nhà số 85 đường Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng vào ngày mà gia đình tổ chức cúng giỗ đồng chí Nguyễn Thị Thập. Tề tụ về đây không chỉ là con cháu trong gia đình mà còn có các cô chú lão thành cách mạng, những người ông, người bà. Mà nay, dù đôi chân đã yếu, mắt mờ tóc bạc, nhưng sâu thẳm ký ức một thời tuổi trẻ không thể nào quên được. Tình cảm, công lao to lớn của người chị, người mẹ đã sống hết lòng vì quê hương đất nước, đồng chí Nguyễn Thị Thập, người con ưu tú của Nam Bộ Thành Đồng. Chị em rất là thương chị Mười, rất là mến chị Mười, rất là phục cái đức độ của chị Mười. Luôn luôn là noi theo cái tấm gương, suốt đời hy sinh phấn đấu để mà lo cho phục vụ cho tổ quốc. Thì năm nào cũng tổ chức giỗ má để cho mấy dì lớn tuổi mà cùng thời với má có dịp tới đây để mà tưởng nhớ má. Rồi những cái thế hệ mà tiếp theo đó cũng thấy như vậy, để thấy rằng một cái người lãnh đạo mà đầu tiên của hội phụ nữ mình á, mà được mọi người thương yêu, kính trọng, nhớ nhung như thế, để mình tự hào và mình cũng phấn đấu noi theo cái gương đó. Đồng chí Nguyễn Thị Thập, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Tốt, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1908 tại làng Long Hưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình nông dân chất phác. 12 tuổi đã mồ côi mẹ, sinh trưởng từ cơ cực, lớn lên trong bối cảnh quê hương đất nước ren xiết với sự kìm kẹp bóc lột của chế độ thực dân phong kiến. Người thiếu nữ Nguyễn Thị Ngọc Tốt sớm giác ngộ đi theo con đường đấu tranh cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ năm 1929, đồng chí tham gia tổ chức nông hội ở quê nhà. Ngày 6 tháng 4 năm 1931, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí lấy bí danh là Mười Thập, sau đó thoát ly gia đình, tham gia hoạt động cách mạng, xây dựng cơ sở ở Mỹ Tho, Tân An, Bến Tre, Sài Gòn. Tháng 4 năm 1935, đồng chí được bầu vào xứ ủy Nam Kỳ. Dấu chân đồng chí Mười Thập in khắp các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Sa Đéc. Tháng 4 năm 1937, đồng chí đã lãnh đạo nhân dân xã Long Hưng đấu tranh chống thuế thần, bị địch bắt ở tù 6 tháng. Ra tù, đồng chí Mười Thập lại tiếp tục hoạt động và chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ diễn ra vào tháng 11 năm 1940. Người nông dân Long Hưng thường bảo nhau, không nổi dậy đánh bọn thực dân phong kiến thì chúng cũng giết mình. Bởi vậy, phần lớn người dân nơi đây một lòng một dạ theo Đảng. Năm 1940, theo sự điều động của cấp trên, đồng chí Nguyễn Thị Thập trở về Long Hưng tham gia chỉ huy cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Mỹ Tho. Đồng chí Lê Văn Giác, chồng của đồng chí Nguyễn Thị Thập khi đó cũng là một chiến sĩ cộng sản, bị thực dân Pháp bắt giam ngoài Côn Đảo từ năm 1930, vừa mới về đã tham gia cuộc khởi nghĩa. Tuy đang mang thai đứa con trai thứ hai gần đến ngày sinh nở, nhưng đồng chí Mười Thập vẫn xông pha đi đầu trong các cuộc chiến đấu trực diện với kẻ thù. Rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, lệnh khởi nghĩa từ Sài Gòn đưa xuống,
từ rừng Ba U, đài thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang, hàng ngàn người cầm cờ, khiêng trống, giáo mát, gậy tầm dông tiến về các đồn bót. Đi đến đâu, dân làng theo đến đó, khí thế nghĩa quân cách mạng ào ào như thác đổ. Người con trai lớn của đồng chí Nguyễn Thị Thập, đồng chí Lương Văn Thuận, lúc khởi nghĩa Nam Kỳ chỉ mới 11 tuổi. Anh Thuận được bà con nuôi giấu trong bưng, trưởng thành trong khói lửa đạn bom nên sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng. Thuận được đề bạt vào Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư kiêm Chủ tịch, xã đội trưởng liên xã Lâm Hưng, Đông Hòa. Đồng chí Thuận hy sinh tháng 12 năm 1953. Con trai út tên Quang, xa mẹ lúc mới 8 ngày tuổi. Sau 14 năm dài mất hút bóng con, đồng chí Mười Thập mới gặp lại con tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung ương ở Hà Nội năm 1954. Rất đột ngột, cảm động, làm nhiều người chứng kiến phải rơi nước mắt. Khi vừa tốt nghiệp ở Cộng hòa Dân chủ Đức về năm 1964, anh Quang xin về miền Nam chiến đấu và đồng chí Quang đã ngã xuống trên quê hương như cha anh ngày trước. Năm 1956, ở ngoài miền Bắc có viết một cái cuốn sách đấu tranh cho thống nhất đất nước. Trong đó má tôi có viết một cái bài: riêng chiến tranh đã cướp của tôi ba mạng người yêu quý nhất đời. Trong cái mất mát đau thương của chiến tranh, ai cũng đau thương. Nhưng cái người phụ nữ là người đau thương hơn ai hết. Vì họ, cái người phụ nữ mất chồng thì các đồng chí biết nó đau đến cái cỡ nào. Rồi đến hai người con của mình rứt ruột sinh ra nuôi lớn để bây giờ bị chiến tranh cướp mất. Thì cái nỗi đau của cha, của chồng nó là một. Còn nỗi đau của người mẹ nó nhân lên gấp 10 lần. Trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, đồng chí Nguyễn Thị Thập trúng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Mỹ Tho, vượt chặng đường dài 3 tháng ra Hà Nội dự cuộc họp Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 8 năm 1946, đồng chí về Mỹ Tho chuyển nửa triệu đồng của Trung ương chi viện cho Nam Bộ. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, đồng chí Nguyễn Thị Thập được chỉ định là Bí thư Đảng đoàn Phụ nữ Nam Bộ, là Hội trưởng Phụ nữ Nam Bộ. Sau khi tập kết ra miền Bắc năm 1954, đồng chí được bầu làm hội trưởng và sau này là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 1956, năm 1974. Đồng chí Nguyễn Thị Thập được Đảng và Nhà nước Việt Nam giao nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ khóa 2 đến khóa 4, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 3, khóa 4, khóa 6. Qua cái tác phẩm cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Thập đó, thì thấy rằng bà luôn luôn á, là mưu trí. Khi thì có yêu cầu hoạt động công khai, thì bà cũng tham gia hoạt động công khai. Và khi có tổ chức yêu cầu hoạt động bí mật, thì bà luôn luôn đảm đương được các cái nhiệm vụ mà tổ chức cách mạng giao cho mình. Sự mưu trí đó mà bà đã vượt qua được tai mắt của địch để đảm bảo được cái công tác chỉ đạo lãnh đạo của tổ chức cách mạng ở cái thời kỳ đó thì thật là vô cùng là quý giá. Đồng chí Nguyễn Thị Thập, người đã trọn đời hoạt động vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ, đảm đương cương vị hội trưởng và chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dài nhất trong 18 năm, từ năm 1956 đến năm 1974. Với 65 năm tuổi Đảng, đồng chí đã được nhà nước tặng thưởng nhiều huân quy chương cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, nhì, ba, Huy hiệu Thành đồng Tổ quốc, Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Đồng chí được Đảng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Thập đã yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tiền Giang. Đồng chí Nguyễn Thị Thập, người phụ nữ quê hương Tiền Giang, người con ưu tú của Nam Bộ Thành Đồng, tuy không còn nữa, nhưng cuộc đời và những đóng góp to lớn của đồng chí đã trở thành tấm gương sáng ngời để chị em phụ nữ và mọi người dân Tiền Giang, đặc biệt là giới cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ trong cả nước và giới nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam học tập và noi theo. Cuộc đời và sự nghiệp của cô Nguyễn Thị Thập gắn liền với hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, với phong trào đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cô là nữ lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng và phong trào phụ nữ Việt Nam. Cô đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Không chỉ là người phụ nữ gan dạ, kiên trung, cô Mười Thập còn là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó. Cô đã sinh thành, nuôi dưỡng những người con của mình bằng tấm lòng nhân ái, bằng tình yêu quê hương đất nước và sự giản dị, mẫu mực trong lối sống. Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, cô Mười Thập sẵn sàng hy sinh, đặt lợi ích chung của cộng đồng, của dân tộc lên trên lợi ích của cá nhân. Với tài năng, trí tuệ, bản lĩnh cách mạng và những hy sinh cống hiến cho đất nước, cô Nguyễn Thị Thập mãi là tấm gương ngời sáng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước vô cùng tự hào và sẽ không ngừng phấn đấu vươn lên, bồi đắp tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong suốt gần 20 năm, đồng chí luôn nắm vững và luôn quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, của Bác Hồ về công tác phụ vận. Là người có tư duy sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược và cũng có cái kinh nghiệm thực tế hoạt động cách mạng ở quê hương, rồi ở đất nước. Đồng chí cũng đã cùng với tập thể lãnh đạo vận dụng và kết hợp rất là sáng tạo nhuần nhuyễn trong lãnh đạo chỉ đạo công tác hội để đề ra được các chủ trương, các nhiệm vụ đúng đắn, kịp thời và cũng rất là phù hợp với lại tình hình của đất nước cũng như là cái tâm tư nguyện vọng của phụ nữ. Là người con của đất Tiền Giang cùng quê hương với bà Thập, trong suốt những năm hoạt động trong phong trào phụ nữ, tôi luôn cố gắng thực hiện những điều mong ước của bà Thập, cố gắng theo bước chân người đi trước, các vị lãnh đạo phong trào phụ nữ tiền bối, trong đó có bà Thập, để phong trào phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển, dù hội nhập, tiếp thu cái mới nhưng vẫn giữ cốt cách truyền thống của dân tộc Việt Nam. Có thể nói, những thắng lợi mà nhân dân Mỹ Tho giành được từ khi có Đảng lãnh đạo như năm Kỳ Khởi Nghĩa năm 1940, Cách mạng tháng 8 năm 1945, hai cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước đều in đậm dấu ấn những nhà lãnh đạo cách mạng ưu tú mà đồng chí Nguyễn Thị Thập là một trong những người tiêu biểu đó. Để tưởng nhớ, biết ơn và học tập đồng chí, các thế hệ hôm nay và mai sau của tỉnh Tiền Giang quyết tâm phát huy những giá trị lịch sử, nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người cộng sản, kiên trì học tập, nâng cao nhận thức, trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, năng động, sáng tạo trong công cuộc đổi mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng và văn minh. Chúng tôi xin mượn lời thơ của nhà thơ Bảo Định Giang cho lời kết phúc sự tài liệu này. Chị Mười ơi, yêu sao đời chị, không nghĩ mình, lòng để khắp nơi. Sông nước Tiền Giang trăng rất sáng, quê ta dáng chị đẹp trang đời.